Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm nóng phát trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ. Một chương trình cập nhật những thông tin nóng nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và trên cả nước trong 24 giờ qua. Đến với tiêu điểm nóng hôm nay, chúng ta sẽ cùng về thăm làng nghề làm bánh phồng nổi tiếng ở đất Phú Mỹ, An Giang quý vị nhé. Vâng ạ, và câu chuyện về làng nghề bánh phồng truyền thống này sẽ có trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Tên cướp khét tiếng từng gây ra hàng chục vụ giết người lẫn trốn suốt 25 năm trong vỏ bọc cán bộ an ninh khu phố. Nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông ra tay giết vợ rồi tự cứa cổ mình. Làng nghề bánh phồng Phú Mỹ rộn ràng vào Tết. Kính thưa quý vị khán giả, trong không khí đón Tết cận kề như thế này thì hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ của dân Nha Trang lại rộn ràng chuẩn bị ra khơi cho chuyến đánh bắt đặc biệt nhất trong năm mà bà con thường gọi vui là chuyến đi biển kéo dài 2 năm. Sở dĩ nói như vậy bởi là vì trong chuyến đánh bắt cá này thì ngư dân sẽ cùng nhau đón giao thừa trên biển và trở về cảng khoảng vào mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Vâng, thưa quý vị, đây là chuyến đi biển có thể nói là khó quên của người dân khi họ sẽ ăn Tết xa nhà cùng nhau để mà bám biển, thể hiện vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những ngày này, ngư dân tại cảng Hòn Rớn, Nha Trang tất bật chuẩn bị những chuyến ra khơi đón Tết trên biển và sẽ trở về vào khoảng mùng 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất. Để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt này, khác với những chuyến biển thông thường, ngoài các nhu yếu phẩm cần thiết cho một chuyến đi, ngư dân còn mang thêm các sản phẩm mang đậm hương vị Tết như mứt, hạt dưa, củ kiệu, bánh chưng để chuyển lên các con tàu đánh bắt xa bờ nằm đợi sẵn sau khi các con tàu này đã tiếp xong mấy ngàn lít dầu cùng cơ số đá lạnh phục vụ cho chuyến đi biển dài ngày. Ngư dân cho biết vào thời khắc giao thừa, hàng trăm tàu câu cá ngừ đại dương và tàu lưới cảng đường dài của ngư dân tại ngư trường Trường Sa và thềm lục địa phía Nam sẽ liên lạc với nhau về cùng một tọa độ để cùng đón giao thừa trên biển. Nghe lời chúc Tết của Chủ tịch nước qua sóng radio và các tàu cùng nhau chúc Tết, mong trời yên biển lặng, cá nặng đầy khoang. Thưa quý vị khán giả, hẳn là ai cũng biết đến nem Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa đúng không ạ? Là một món ăn đặc sản nổi tiếng. Nem Ninh Hòa ngon và có vị đặc trưng khác với các nơi khác chính là nhờ vào làm từ thịt đùi heo mới ra lò nè, lại được ủ chua bằng hương vị của lá chùm ruột. Chính vì thế mà loại nem này được rất nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là trong những ngày lễ Tết. Vâng, và giống như là những làng nghề khác thì những ngày cận Tết Nguyên Đán như thế này, làng nghề sản xuất nem ở thị xã Ninh Hòa đang gia tăng sản xuất để phục vụ kịp thời cho các đơn hàng, ghi nhận của phóng viên chương trình tại Ninh Hòa. Thời gian này, nơi tập trung hầu hết các cơ sở sản xuất nem lớn của thị xã Ninh Hòa như Mỹ Tri, Hằng Mơ, Úc Tâm, Tư Ngự, Mỹ Cảnh luôn tấp nập. Chỉ mới 3 giờ sáng, gần 20 hộ làm nem ở đây đã sáng đèn để bắt tay vào sản xuất. Khi những khoanh nem đầu tiên ra lò, cũng là lúc xe cộ ra vào nườm nượp, chở hàng tỏa đi các nơi. Các chủ cơ sở nem cho biết, ngày thường những cơ sở sản xuất nem ở đây chỉ làm một buổi, vào những ngày cận Tết thì làm ngày làm đêm để kịp giao cho khách hàng. Theo đó, ngày thường cơ sở làm khoảng 100 kg thịt, cho ra khoảng 120 kg nem. Gần Tết, nhất là sau rằm, nhu cầu tiêu thụ cao, cơ sở phải tăng lên gần 500 kg thịt và nâng công suất lên gấp 3 lần mới đủ hàng cung ứng cho thị trường. Khách hàng chủ yếu từ Nha Trang và một số tỉnh lân cận. Hiện nay giá thịt heo ổn định nên giá bán nem bằng năm ngoái. Trước rằm tháng Chạp âm lịch, giá bán của một ký nem ở đây dao động từ 120.000 đến 130.000 đồng. Sau 20 gói giá 50.000 đồng. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, giá một ký nem có thể tăng lên 150.000 đồng đến 160.000 đồng. Sau 20 gói tăng 60.000 đồng đến 70.000 đồng. Thưa quý vị, để có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, thì ngoài những sản phẩm nem gói theo hình thức một cây nửa kg hoặc là một cây một kg hoặc là bó từng sâu 20 gói nhỏ theo truyền thống, thì nhiều hộ đã chuyển sang đóng gói nem nhỏ vào hộp nửa kg. Có hộ sản xuất nem cây dài với đường kính khoảng là 3-4 cm, 1 kg có 4 cây. Thưa quý vị khán giả, vào sáng nay một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại huyện Thới Lai, tỉnh Cần Thơ. Một người đàn ông trong lúc điều khiển ghe máy đi qua một cống đê bao đã bị mắc kẹt lại trong cửa cống. Cơ quan chức năng đã phải điều động lực lượng cứu hộ đến hiện trường để giải quyết cho nạn nhân. Sau đây là chi tiết của vụ việc. Nạn nhân là anh Võ Quốc Trung, ngụ huyện Thới Lai, sử dụng ghe máy đi qua kinh Vàm Nhon.
Tại thời điểm đó, cống đang trong tình trạng đóng hờ, nhưng anh Trung vẫn cố vượt qua, dẫn đến tình trạng bị kẹt lại trong cửa cống. Vụ tai nạn đã làm một phần chân trái của anh Trung bị kẹt ngay cửa cống và gần như bị nghiền nát. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hô hoán và trình báo lực lượng chức năng. Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, cùng hàng trăm người dân đã dùng xà beng để nạy cửa cống, cứu sống được nạn nhân. Lực lượng y tế cũng có mặt ngay tại hiện trường để sơ cứu và chuyển nạn nhân đi cấp cứu. Thưa quý vị, vào hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm là Phan Hữu Huỳnh, sinh năm 1981, ngụ tại huyện Triệu Phong, và Lê Văn Lục, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Hướng Hóa, để có thể điều tra về vụ việc phát hiện và thu giữ nhiều xe mô tô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại địa bàn. Và thưa quý vị, trong 35 chiếc xe mô tô phân khối lớn mà lực lượng chức năng thu giữ thì có 10 xe có phân khối trên 175cc. Đáng chú ý là một số chiếc mô tô có giá trị mua mới trên 350 triệu đồng một chiếc. Một số trong những chiếc xe trên được đối tượng Huỳnh đem cất giấu tại chính nhà mẹ vợ của y. Sau đây là chi tiết của vụ việc. Trước đó khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 2, lực lượng chức năng đã ập vào kho hàng Thạch Hà có địa chỉ tại phường 1 thị xã Quảng Trị và phát hiện trong kho cất giấu 10 xe mô tô không có giấy tờ. Đối tượng Phan Hữu Huỳnh nhận là người cất giấu số xe trên. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 25 xe mô tô lậu tại nhà mẹ vợ của Huỳnh, trú ở tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử. Qua đấu tranh, Huỳnh khai nhận cất giữ giúp số mô tô trên cho một đối tượng Lê Văn Lục. Tại cơ quan điều tra, Lục khai nhận đã mua số xe này ở Lào và các tỉnh phía Nam Việt Nam. Sau khi thu gom về, sẽ đưa đi tu sửa rồi bán kiếm lời. Phần lớn xe mô tô đều đã qua sử dụng và bị tháo rời vỏ cùng nhiều bộ phận. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Tiếp tục là một thông tin đáng chú ý từ Ninh Bình. Một tên cướp khét tiếng từng cùng với đồng bọn gây ra cả hàng chục vụ giết người cướp của từ hơn 25 năm trước vừa xa lưới lực lượng chức năng. Điều đáng nói là khi bị bắt giữ, tên cướp nguy hiểm này đang núp dưới vỏ bọc là một cán bộ phụ trách an ninh khu phố tại một tỉnh thuộc miền Tây. Sau đây là chi tiết của vụ việc. Và hôm nay, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Tuấn, sinh năm 1958, hộ khẩu quận Ba Đình, Hà Nội, để tiếp tục điều tra hành vi cướp tài sản công dân và chiếm đoạt, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 1 năm 1991 đến tháng 7 năm 1992, Tuấn cùng 9 đối tượng là băng cướp sử dụng vũ khí nóng và xe máy phân khối lớn ETZ hoạt động phạm tội trên các tuyến liên tỉnh. Trong hơn một năm, băng nhóm cướp này đã gây ra hàng loạt vụ án, thực hiện hơn 10 vụ giết người cướp tài sản trên địa bàn các tỉnh như Lạng Sơn, Hà Bắc, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, gây hoang mang và bức xúc trong nhân dân. Cơ quan cảnh sát điều tra đang bắt giữ các đối tượng trong nhóm. Tuấn bỏ trốn và là đối tượng duy nhất còn sót lại trong băng cướp của giết người khét tiếng. Sau nhiều năm lần tìm manh mối, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Ninh Bình xác định Tuấn đang lẩn trốn tại thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, dưới vỏ bọc là cán bộ phụ trách an ninh khu phố. Thưa quý vị, mới đây thì Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Quang Dũng, 41 tuổi, ngụ tại xã Phước Thuận, Ninh Phước về tội danh giết người. Vâng ạ, điều đáng nói là nạn nhân của bị cáo lại chính là người đã một thời đầu ấp tay gối của y. Vì sao lại có chuyện kinh hoàng như thế này xảy ra? Mời quý vị sẽ theo dõi diễn biến của phiên tòa. Theo cáo trạng, Dũng và chị Nguyễn Thị Tê kết hôn từ năm 2005, đã có hai con. Đầu năm 2017, Dũng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên nảy sinh ý định giết chị Tê rồi tự sát. Để thực hiện ý định, Dũng mua một con dao và một cây búa để sẵn ở nhà. Tối ngày 3 tháng 8, Dũng chở hai con qua nhà người thân gửi rồi quay về nói chuyện với vợ. Thấy vợ nói không ưng được thì bỏ, Dũng liền dùng cây búa giấu sẵn dưới gối đập mạnh vào đầu chị Tê. Nạn nhân chống cự, Dũng dùng dao đâm vào người chị này đến khi tử vong. Sau khi giết vợ, Dũng tự cứa cổ mình. Khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 8, Dũng tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống nên đến nhà công an xã trình báo. Dũng được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu, sau đó chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Tại đây, Dũng đã nhảy lầu bệnh viện để tự tử nhưng may mắn thoát chết. Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi giết vợ của Dũng có tính chất côn đồ nên tuyên phạt bị cáo 15 năm tù giam. Như quý vị cũng biết thì lái máy bay mô hình là một thú chơi đã du nhập và phát triển ở Việt Nam nhiều năm nay. Những người chơi máy bay mô hình không chỉ cần có đam mê, kỹ năng mà cần phải có kinh tế khá giả, bởi những chiếc máy bay này phải mua nguyên chiếc từ nước ngoài về với giá từ vài ngàn đô la Mỹ đến hàng chục ngàn đô la Mỹ. Và để có thể thỏa mãn được đam mê mà không tốn nhiều tiền, cũng như không gặp những cái rắc rối khi máy bay bị hư hỏng cần phải sửa chữa, một nhóm những người đam mê ở thành phố Hồ Chí Minh đã tự thiết kế và chế tạo ra những chiếc máy bay made in Việt Nam. Đặc biệt thì anh Nguyễn Tiến Thành tại thành phố Hồ Chí Minh đã tự tay chế tạo một chiếc máy bay mô hình lớn nhất Việt Nam, thu hút sự quan tâm và thích thú của rất nhiều người.
Đây là chiếc máy bay Boeing mô hình khổng lồ chạy bằng động cơ điện do anh Thành vừa chế tạo xong. Máy bay có chiều dài 2m², chiều ngang 2m², chiều cao khoảng 50cm và chạy bằng hai động cơ điện. Khoảng 90% chiếc máy bay này làm bằng vật liệu xốp nhẹ và có độ bền cao. Theo anh Thành, tính tới thời điểm hiện tại, đây là chiếc máy bay mô hình tự thiết kế và chế tạo lớn nhất Việt Nam. Anh Thành cho biết, cách đây khoảng 1 năm, chiếc máy bay đồ chơi của con bị hư, anh mang ra tiệm đi sửa, nhưng thợ ở tiệm bảo là bỏ đi không sửa được, anh đã tự mày mò sửa cho con trai. Những ngày sau đó, anh trở nên đam mê và tự lên mạng tìm hiểu cách chế tạo máy bay mô hình. Anh Thành chỉ mất 4 ngày để chế tạo xong chiếc máy bay khổng lồ này, giá của nó chỉ khoảng 2.000 USD, bằng khoảng 1/5 so với nhập khẩu. Nhưng độ bền, khả năng bay thì không hề thua kém. Thực ra thì cái cảm giác chơi những cái chiếc to này là nó khác biệt hoàn toàn so với lại cái những chiếc máy bay nhỏ. Thí dụ như chơi chiếc máy bay nhỏ thì tất cả mọi người đều có thể không cần chú ý quá nhiều đến về phần kỹ thuật. Các bạn có thể ra là đẩy gan lên là bay. Thì những chiếc máy to này cảm giác đầu tiên đó là cảm giác cho mình một cái cảm giác là thứ nhất là cẩn thận và thứ hai là phải chuẩn bị kỹ và thứ ba nữa là cảm giác nó rất là hồi hộp và cái là mình phải chú ý để tập trung mọi cái, chú ý từng chi tiết rất là nhỏ để trước khi mà để cho nó cất cánh lên. Mỗi ngày cuối tuần, anh Thành cùng vợ con lại tập trung cùng những người bạn tại một khu đất trống ở quận 2. Tại đây, chiếc máy bay được hình thành nên từ trí tuệ và sự đam mê này được tự do bay lượn trên bầu trời. Theo anh Thành, chiếc máy bay này có thiết kế khổng lồ và thuộc diện khó điều khiển nhất trong các dòng máy bay mô hình hiện nay sử dụng ở Việt Nam. Nó đòi hỏi sự khéo léo thuần thục của phi công trong từng động tác điều khiển. Anh Thành tiết lộ trong thời gian tới sẽ thiết kế một chiếc máy bay khổng lồ hơn để thỏa mãn đam mê bay lượn giữa bầu trời của mình và những người cùng sở thích. Thưa quý vị và các bạn, cùng với bánh tét thì bánh phồng là loại bánh truyền thống đặc trưng thường xuất hiện vào dịp và Tết đến xuân về và đặc biệt là ở các tỉnh miền Tây. Và không khí làm bánh phồng vào tháng chạp âm lịch như đã in dấu trong ký ức của người miền Tây như vậy đó thưa quý vị. Vâng thưa quý vị, và ở An Giang thì có một cái làng nghề như thế đấy ạ. Cứ vào dịp cận Tết thì làng nghề bánh phồng Phú Mỹ, huyện Phú Tân lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Trong chuyên mục miền Tây kỳ thú ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với không gian làng nghề truyền thống Phú Mỹ nhé. Sáng tinh sương, trẻ dọc trên các con đường ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang là những mẻ bánh phồng vừa mới ra lò. Mùi bánh quyện với mùi nếp mới thơm lan tỏa khắp các ngõ phố, tạo nên một hương vị đặc trưng của đất và người Phú Mỹ. Bánh phồng Phú Mỹ, huyện Phú Tân đã có lịch sử khoảng 70 năm và được truyền qua nhiều thế hệ. Trải qua bao thăng trầm, đổi thay của cuộc sống, nhưng chiếc bánh phồng vẫn gắn liền với nếp Phú Tân, với người dân quê chân chất, nghĩa tình. Do những ngày này, không khí lao động ở làng nghề lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Để có được những mẻ bánh ngon nhất, bánh phải được phơi trong nắng sáng sớm. Vì vậy, hầu hết các cơ sở làm nghề đã phải hoạt động liên tục từ giữa khuya hôm trước mới kịp đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết. Số hộ tham gia sản xuất vào vụ Tết cũng gia tăng gấp đôi so với ngày thường. Trung bình, mỗi hộ giải quyết việc làm cho 4 đến 8 lao động. Vất vả lắm, trời mưa trời gió đại chạy không à. Còn như trời nắng thì mình khỏe được một chút. Còn ngày thường thì quá ít thịt à. Một ngày mình có 2.000 mấy, 3.000 à. Có nửa tháng Tết đó, từ gầm tới 29 đó. Là được, cũng được 5-6 ngàn. Chiếc bánh phồng nhìn tuy đơn giản, nhưng để làm ra nó phải trải qua rất nhiều công đoạn công phu, vất vả. Nếp sau khi lửa sạch, đem ngâm từ 3-4 ngày, lấy ra để ráo, rồi đem ngâm lại lần nữa, sau đó mới bỏ vào nồi nấu. Trước đây, người làm bánh quết bột bằng chày tay, nay đã có máy kéo chày thay thế, nên người làm bánh đỡ nhọc công và sản phẩm được cải thiện rõ nét cả về chất lượng lẫn số lượng. Chiếc bánh sau khi làm xong được dán từng cái lên chiếu trông khá đẹp mắt, sau đó đem phơi ngoài nắng tốt. Canh chừng khi nào bánh khô thì trở bề cho bánh ráo đều, lại đem vào nhúng nước đường mía rồi mang ra phơi lần nữa. Còn đây là gia đình ông Lê Thiện Hiền ở ấp Trung Ba, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Gia đình ông đã có trên 40 năm theo nghề làm bánh phồng, cha truyền con nối. Trong những ngày này, mọi thành viên trong gia đình ông đều tất bật với việc sản xuất bánh phồng. Nếu ngày thường, trung bình một cơ sở làm ra khoảng 2.000 cái bánh, thì hiện nay con số này đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. Tôi làm nghề bánh phồng từ đời ông ngoại, rồi nối theo tới má tôi, rồi đến tôi.
là ba đời rồi đó. Những bánh phẩm tôi làm quanh năm luôn. Cao điểm nhất là bắt đầu từ tháng 10 âm lịch đến Tết luôn đấy. Bị cái nghề truyền thống mình không có kéo giá lên nổi được. Ta mua bán gì à? Ít lắm. Cận Tết khoảng chừng cỡ 20 Tết thì kéo lên được vài ba ngày thôi chứ đâu có kéo lên được. Bán đi ở Cần Thơ, rồi ở Kiên Giang, rồi vòng vòng ở An Giang mình. Đôi khi đi Cà Mau nữa. Ta có đi, ta lấy đi Cà Mau ta bán nữa đấy. Giá cả thì mần cái gì nó cũng không khác ngày thường. Sản phẩm của làng nghề bánh phồng Phú Mỹ có nhiều loại với kích cỡ lớn nhỏ khác nhau như bánh phồng sữa, mè, bánh trắng bán xôi, vân vân. Loại nào cũng mang thương hiệu đặc trưng riêng, dân dã. Bởi chiếc bánh được làm ra từ sự cần mẫn, khéo léo và mang đậm hương vị đặc trưng của nếp Phú Tân nên được nhiều người dân xa gần biết đến. Không chỉ góp phần ổn định kinh tế hộ gia đình, làng bánh phồng Phú Mỹ còn giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động địa phương với thu nhập từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một người một tháng. Tuy nhiên, khó khăn nhất của người làm bánh phồng chính là đồng vốn. Mỗi chiếc bánh làm ra tốn khá nhiều công sức qua nhiều công đoạn nhưng không lời nhiều. Thêm một mùa vụ Tết nữa sắp đi qua, hy vọng rằng làng nghề bánh phồng Phú Mỹ sẽ được quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để phát triển rộng lớn, đời sống bà con An Giang ngày được ấm no, hạnh phúc hơn. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Nóng cũng đã hết. Vâng ạ, xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ hàng ngày trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ để có được những thông tin nóng nhất, mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.